Xin chào các bạn nha. Ơi, mình nói hơi nhỏ nha. Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hai Cá TV. Lại là mình, Huy Bù Chúa của các bạn đây. Okay. Các bạn biết tại sao mình lại phải nói nhỏ như thế này không? Thì hiện tại là mình đang có mặt trong cái nhà của ông ngoại béo phì mà mặt xấu xí như này đấy. Ừ, mình phải nói nhỏ nếu không ông phát hiện ra ông tóm mình chết. Thì hiện tại là mình đang phải tìm cách để trốn thoát ra khỏi cái căn nhà này các bạn ạ. Nhà này đáng sợ lắm. Ông bắt cóc mình, sau đó thì giam xuống dưới tầng hầm, hàng ngày tra tấn đánh đập mình, thỉnh thoảng còn bôi dầu ăn vào đít mình nữa cơ. Làm gì ấy mình không có rõ nữa. Mình phải tìm cách chạy trốn ngay và luôn thôi. Các bạn nhớ là ấn like và subscribe để giúp mình chạy thoát nhanh hơn nhá. Bước đầu tiên thì có vẻ như là mình đang ở trong một cái căn phòng trông giống như là phòng ngủ ấy các bạn ạ. Đúng rồi, mình nhớ rồi. Căn phòng này chính là cái nơi mà ông hay bôi dầu ăn vào đít mình này các bạn. Sau đấy ông tiêm thuốc mê rồi mình ngủ thiếp đi. Lúc dậy mình thấy cái đít của mình nó hơi đau đau và nó hơi bị nở hoa một tí đấy. Mình không rõ lý do là như thế nào cả. Các bạn có biết lý do tại sao mà đít mình nó hơi đau đau mà lại ông lại bôi dầu ăn vào đít mình làm gì không? Thì nhớ là để lại bình luận bên dưới phần bình luận video này cho mình cùng biết với nhá. Chứ bây giờ mình phải chạy thoát thôi. Đầu tiên là phải mở cửa ra cái này. Holy shit. Mở cửa ra cái ông đứng ở bên dưới luôn mà. Có vẻ như là việc của mình là cần phải thu thập mấy cái con ốc này đấy. Ừ, mấy cái con ốc này này. Nhưng mà mình thì thôi, rảnh đâu, thời gian đâu thu thập ốc đấy làm gì. Thời gian đấy thà mình chạy thoát còn nhanh hơn. Ý, ông đứng dưới này. Ủa rồi mình sao mình chạy ta? Ông đang làm gì đây? Ủa, ông đang làm gì mà ông lấy cái búa ông đập kìa. Ủa, không lẽ ông đang chế tạo đồ chơi mới hả ta? Người ta gọi là gì ta? Xẻ to rồi đây. Giờ là mình cần phải đi đâu nhở? À đây, ở đây có một cái mũi tên chỉ vào cánh cửa này. Thay vì đi xuống dưới cầu thang và đối mặt với ông già đáng sợ thì mình có thể đi đường này, nhảy vào đây lấy con ốc và sau đó là nhảy xuống dưới này. Đi vào luôn, mở cửa. Ôi trời, mày quá, chạy được rồi. Ô, ông không phát hiện ra mình các bạn ơi. Ui, ông này còn nuôi một con chó nữa các bạn ạ. Chó này hình như là chó bút đồi ấy đúng không? Ồ, người già đây kiểu ấu dâm mà sao yêu thương động vật thế nhở. Rồi, ở đây có hình như có một căn phòng bí mật nữa hay sao này. Mà nó tối thui ấy, nó tối thui như là tâm trí của thằng bạn thân các bạn vậy. Mà thằng bạn thân các bạn là ai thì nhớ tát nó vào đây nhá. Rồi, bây giờ mình cần phải nhảy qua mấy cái gọi là mấy cái tấm ván gỗ này các bạn ơi. Ui, mấy cái tấm ván gỗ này đóng đinh không chắc chắn lắm nhở. Ui, rồi lại còn đi qua một cái tấm ván khác nữa. Mấy cái tấm ván này lỏng lẻo thực sự ạ. Rồi sau đó là mình bắt đầu phải ấn một cái công tắc. Công tắc này sẽ khởi động cơ quan mật thất gì đấy. Nó sẽ nhô ra mấy cái tấm ván này để cho mình nhảy qua. Ngon. Nào cái này đút ra thế nào? Rút ra hơi lâu nha mày. Ui, tuy là nó đút ra hơi lâu nhưng mà nhảy qua cũng dễ phết đấy các bạn ạ. Đây có lẽ là dưới tầng hầm của nhà ông ấy. Ui mẹ, nhiều mật thất bí mật như thế này á. Mình không nhớ là mình đã được giam vào căn phòng nào nữa cơ. Và hàng đêm là mình phải đối mặt với gọi là con quái thú gì của ông nữa cơ. Mở cửa ra xem nào. Ơi, ơi, ông già béo phì, ông ngoại béo phì. Ê, ông tha cháu ông ơi. Ông đuổi theo mình các bạn ơi. Nào chạy, cố lên, không được nhìn về phía sau. Tuyệt đối không được nhìn về đằng sau. Không được nhìn về đằng sau, không thèm lúc ốc luôn. Chạy luôn, đấy đúng rồi, nhấn vào đây. Ok, rồi cửa đã được mở rồi. Nào cố lên, sắp thoát rồi. Mình không thể bị bắt lại. Ok, mày tủi, ông già béo phì tủi. Hú hồn chim én chứ. Mình không biết là khi mà mình bị ông bắt lại thì ông sẽ trừng phạt mình bằng cái hình phạt gì nữa cơ. Hình phạt gì nhỉ? Hình phạt gọi là nằm ngửa và sau đó là được ông bôi dầu ăn 24/24 rồi ta. Bây giờ mình phải chơi một cái trò chơi, nó gọi là chơi trò giải đố rồi ta. Ồ, đặt mấy cái thùng cạc tông này và sau đó là ôi nhảy lên. À hiểu, trò này trò con nít mà có gì đâu. Nhặt thùng này sao đặt vào đây, sao lại nhặt thùng này, sao lại đặt vào đây. Cái trò này là trò để người ta test cái độ thông minh của mấy con khỉ ấy các bạn. Ừ, các bạn mà không vượt qua được cái câu đố này thì coi như là các bạn không thông minh bằng một con khỉ. Và bây giờ mình làm gì đây? Ở trong này có một cái công tắc ẩn này các bạn. Công tắc ẩn nó sẽ mở khóa ra một cái căn phòng bí mật. Ở trong này thì gì đó. Treo tượng của ông. Treo tượng của ông sau khi mà mình vào đây xong rồi sao nữa ta? Nó không mở cửa này ra cho mình ra. Đập cửa. À đây ơi. Mình tưởng đập cửa chứ ai ngờ là nó mở cửa sổ đấy các bạn ạ. Và ông đứng chờ sẵn bên dưới luôn rồi kìa. Bằng cách nào ông từ trong nhà ông chạy ra sớm vậy? Ảo thế nhờ. Ui, quả này không muốn nhảy cũng phải nhảy các bạn ạ. Cố lên. Ông thấy rồi. Ôi xong ông thấy rồi. Ông bắt khùng lên rồi. Chạy. Đây. Mở nắp tầng hầm. Nhảy xuống. Ngon. May quá. Đúng là mình nhanh tay nhanh chân thật chứ. Cái khả năng gọi là đi ăn trộm sau khi mà học được từ Kira thì bây giờ nó cũng phát huy các bạn ạ. Cái kỹ năng gọi là nhanh tay nhanh mắt ấy. Nhanh tay nhanh mắt, nhanh cả chân nữa. Rồi bây giờ là mình đang ở dưới tầng hầm. Và căn hầm này gọi là căn hầm dưới lòng đất luôn nha. Lúc nãy căn phòng kia chỉ là căn phòng ở trong nhà của ông thôi. Còn bây giờ là căn phòng dưới lòng đất này các bạn. Ui, trong đây nhiều đồ thế nhờ. Mấy cái đồ này toàn là mấy cái đồ của đấng sáng tạo không đấy. Ui, đấng sáng tạo giao nhầm người rồi. Ở đây toàn người nghèo thôi, ai rảnh đâu mua.
nhảy qua đây, nhảy qua đây. Ui mẹ, ông đào xuống tận dung nham luôn mà. Nhảy qua đây, nhảy lên đây. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua cái đoạn. Ui, đằng trước là gì cơ? Đằng trước là cái gì nhở? Vãi cả hò. Ui, mình không nhìn rõ nữa, mắt mình hơi cận. Nhưng mà mình thấy có vẻ như là một cái tên quản ngục gì đấy các bạn ạ. Mẹ ơi, trông đáng sợ thế. Quản ngục gì đây? Quản ngục mẹ gì, sừng bò, sừng trâu, trông ớt này. Nhìn trông sao trông giống con lợn này. Ui, bây giờ đi đâu? Bây giờ đi hướng nào? Holy shit, mày đánh nhau với ổng á? À, bắn cung. Mẹ ông mặc full giáp này, mình bắn cung kiểu gì? Vân thâm. Ồ, ai, mẹ ông này bị khùng rồi các bạn ơi. Mẹ con lợn này nó bị khùng rồi. Mày lợn khùng, khủng lớn. Mày, ôi, nó phát nổ luôn kìa. Eo ơi, con lợn đột biến. Mẹ con lợn đột biến, nó ăn nhiều rau xanh quá, xong rồi nó đột biến các bạn à. Bây giờ là mình đi lên được rồi đấy. Bắn xong phát nó nổ chất bầy nhầy luôn mà. Ở mà đây cũng có khi là cứt của nó ấy các bạn. Ăn nhiều rau quá xong rồi cứt toàn màu xanh. Rồi, lên được trên tầng 2 rồi, bây giờ mình đi đâu ở đây? Ấn cái nút vàng này à? Rồi, một nút. Rồi hiểu rồi, ấn theo thứ tự này cái gì? Rồi sau đến xanh này, đấy, xong đến đỏ này. Ê, cũng gọi là giải đố hết đấy. Rồi mở cửa chưa? Xong ném đây à? Ném vào đây. Lại còn thế nữa. Mình cứ tưởng là kiểu lấy theo thứ tự cơ, ai ngờ là phải gán vào ạ. Hôm nay cái gì lướt qua mặt mình nhỉ, trông đáng sợ thế. Nào mở cửa nào. Ui, tiếp tục lại phải bắt cua nữa. Ui, đây là chỗ nào nhá? Đây hình như trên gác mái sao ấy các bạn ơi. Cái trên gác mái thì ông này rộng thế. Nhà ông này là nhà của Oki à? Nhà của mèo Oki à các bạn. Ui, nhảy qua đây. Ok, lấy được cái bù lông này. Xong nhảy qua đây. Nhảy qua đây, rồi lại nhảy qua đây. Sau đó nó bay vào đây. Ôi sao nhà ông này kỳ lạ ta. Ôi sao lên đây lại còn phải nhảy tiếp nữa. Ui, mẹ ông này thiết kế nhiều bẫy đấy nhở. Thiết kế nhiều bẫy để không cho mình thoát ra luôn mà. Ui, gặp một anh bạn cũng bị nhốt giống mình này. Ừ, mình nhớ là anh bạn này hàng đêm là ông sẽ chơi anh bạn này trước, xong đến ông chơi mình sau các bạn ạ. Đâu lấy cô tấm mà. Ừ, chỉ cần lấy cô tấm thôi sao ấy. Đâu lấy một tấm nhưng mà dùng nhiều lần. Hiểu. Ok, đặt rồi đây. Ok, lại lấy tiếp. Chơi thế nữa. Rồi sao nữa, lấy tiếp này. Rồi lại đặt vào đây này. Ok, đây vậy là thoát được rồi. Còn anh bạn kia vẫn chưa thoát được ạ. Óc chó thế đấy, bảo sao ông chưa chứ là phải. Còn đó ông thao ra không? Bởi vì tao khôn. Tiếp tục nào, căn phòng gì đây? Lái xe chạy đi à. Ui, thoát rồi các bạn ơi. Mở cửa gara. Ngon. Lái xe nào, mẹ xe sao xe cùi bắp chứ vậy? Đâu mẹ, đây phải xe đấy đâu. đây là công tắc mở khóa căn hầm bí mật. Mẹ tưởng xe ô tô nào mà có bánh xe lốp xe lại là từ gạch thế này, chạy kiểu gì. Ơ kìa, mẹ gió thổi mà. Ui, cái gió này thổi này căng rồi nhá. Ui, không kịp nhảy luôn mà. Ủa là như thế nào? Căng đấy. Ô, nhảy được rồi. Ô, ngon. Ôi, thoát rồi. Mẹ nó thổi mình một mạch kìa. Bay tít tận ngoài đây luôn mà. Holy shit. Rồi sao nữa, đoạn này sao nữa? Đoạn này nhảy xuống rồi ta. Ô, đoạn này phải nhảy xuống rồi. Ôi, mình rơi xuống cái đống cứt. Gì hố xí rồi các bạn ạ. Mẹ, ui, ở đây mình nhận được một cái ly gọi là ly chơi đồ này. Chơi đồ xong chạy nhanh, nhảy nhanh. Ui, mẹ nhảy ác. Ui, bên dưới toàn nước axit, nước cứt của ống hông đấy các bạn ạ. Nhảy xuống đấy là coi như toang luôn đấy. Đoạn này mình chạy nhanh quá, mình phải nhảy từ từ các bạn ạ. Nhảy lên một mạch thì kiểu gì cũng rớt. Ok, giờ thoát được rồi. Ok, đến đây xong xả đồ lên. Người xanh le lên, ợ lên. Ui, bây giờ mình chui lên từ cống ngầm này á. Rồi bên trên nó là cái gì đang chờ mình ở bên trên đây? Cái gì đang chờ mình phía trên này? Holy shit, cái gì đây? Ôi, ông ngoại robot các bạn à. Ác. Chín nào. Ui, bắn súng, bắn phun lửa. Mày, ui dồi, ông ngoại. Ây, ông ngoại ơi. Ui dồi, ông ngoại lại còn có cả chiêu xét đánh nữa. Ông chơi kỳ ấy. Ông nó mặc hàng gọi là chơi hàng nóng rồi, cầm búa rồi, ông lại còn xét đánh nữa. Holy shit. Ông chơi kỳ ấy ông. Chơi kỳ ấy ông. Ông già mà ông chơi gì? Ông chơi kỳ. Ôi, đoạn này là phải nhảy lên các bạn ơi. Mày bự, ông ngoại mày. Ông ngoại sao nữa? Ông ngoại đâu bước ra đây? Ông ngoại mở cửa cho mình thoát rồi. Lên du thuyền rồi các bạn ơi. Siêu về nhà rồi các bạn ơi. Mẹ, cái du thuyền này ngoài đây mày không đón tao. Đi. Ôi, mẹ du thuyền chạy nhanh như tên lửa trời.